That's nice. I like it. Rồi, quay một vòng lại gần vậy thôi đó. Darling, tạm biệt. Tạm biệt bà nữ thần có ngày sẽ ra đến chân bà có người sẽ đi ra đó thăm. We'll be right back.
hai đứa đi lội bộ giữa đường nha, để kiếm taxi nha. Đường này người ta chạy bộ không mà nha, hai đứa đi kiếm taxi đi qua chỗ trai thơ tao kiếm gì ăn xong hoặc là giếng chùa. Bên đây cái đường này nó cho đi bộ với lại đi xe đạp ha, còn cái mấy đường kia là xe hơi chạy ha. Bên đây được xe buýt, bên này mình có dự đủ thêm mới lên. Worried more about the camera than you are about where you're going. Oh really? Oh really? Giờ hai bạn đó, giờ đón taxi nè. Đó, đón taxi nè, taxi nè. Taxi. À, xe đậu taxi đó, một dạng taxi ha, chữ taxi ha. Anh tài xế với anh leo đi đáy rồi. Mình thì ở đây mình đợi, trời nó bự quá, nó đẹp quá. À, cái nào nó cũng bự hết trơn. Coi nè, coi nó bự nè. The building very big. Cái nào cái này nó cũng bự thôi nè, nó bự. Đó, cái nào cái này nó cũng bự gì đó. Thấy nó bự ghê không? Nó đẹp quá trời đẹp luôn. Chịu không nổi. Ngoài hôm nay mệt luôn. Cảnh đẹp quá trời. Toàn là tòa nhà bự 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 không? Mà nó cũng bán mấy cái đồ lề đường giống như mình vậy nữa ha. 4 t-shirt for 10 darling. That's cheap hả? What? They say 4 for 10. I don't know. Oh, that's for some 14. Yeah, but it's all junk stuff. Junk. Like I said, the watches, they are accurate 2 times a day. Giờ không biết. Đói bụng quá. Xây dựng nữa, tiếp tục xây dựng. Xây dựng nhìn chóng mặt luôn á. Don't want to live in Jersey City, that's for sure. Ừ. Chỗ này thì nó hơi ấy hơn, giống Việt Nam mình hơn. Là cái khu trái nơi tao rồi nha. Yeah. Chữ tàu rồi nè. Nhìn là biết. Để kiếm đồ ăn chay ăn. Đi chơi mà ăn chay cũng cực khổ, hơn là loại chỗ này cũng có nhiều chùa. Nhiều chùa đồ này kia nọ nó bán nha. Chuyển không thì đó, không có ăn, nó bụng người chết. Có tiền mà không có để mua ăn cũng có hạnh phúc đâu. Khu nhà cổ cổ gì đó, nhà tàu rồi đó. Ở Singapore cũng có trái nơi cao ha. No, I'm just gonna make the right turn over here. Okay. If I drop you off in Mulberry and Grand, and you will find like bunch of restaurants. Khu này là khu vườn hoa. Okay. Singapore cũng có, Washington DC cũng good. Có. Alright. New York cũng có. Không rồi, giờ là đang đi dạo trong cái Chinatown nè ha, cái khu Chinatown. Là bộ cho nó xuống cơm xuống cháo, ăn no quá rồi.
ăn cũng than mà không ăn cũng than. Đi kiếm cái chùa lại xong đi về ha, để coi chùa như thế nào. Bây giờ mình với thằng Leo lên taxi xong về lấy cái xe gửi xe xong mình về luôn, về nhà luôn. Đó là kết thúc 3 ngày đi chơi ở đây ha. Bye bye ha, bye bye các bạn, bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại New York, hẹn gặp lại New York và mình sẽ khám phá nhiều hơn. Đi đây không có thời gian khám phá mà cũng thấy nhiều thật nhiều ghê. Khu Chinatown đồ đẹp quá trời đẹp luôn. Mà đi chưa hết, bán đồ đẹp quá trời giống như Singapore vậy ha. Ok, bye bye. See you guys next time. Bye bye. Đẹp nè, cầu này định chia tay rồi mà thôi, thấy cái cầu này đẹp quá, cảnh còn đẹp quá, quay nè. Một trời một rừng hồng. Đó. Nhìn gió không? Thấy nhìn gió không? Đó. Nãy đi bên kia ha, vòng qua. Bye bye New York, bye bye tưởng nữ thần tự do ha. Mình đi về đây có gì mình sẽ đi qua nữa. Bye bye New York ha. Quá đẹp luôn, quá bự luôn, quá hoành tráng luôn. Giờ mình đang đi trên cái cầu. Phải nói là New York nó bự. Mình chưa không nói luôn, trời nó đẹp. Phát triển kinh khủng luôn. Kinh sự khủng luôn. Đi qua cái tầng hầm á, nó xuyên biển luôn nha, nó xuyên đường hầm, nó xuyên biển, nó làm luôn đường hầm một chút xíu, đường hầm nó quá dài luôn, xuyên biển. Mình nhìn lại New York, mình tạm biệt New York, hẹn một ngày sẽ gặp lại New York ơi. New York ơi. Ok. Được cái clip của mình ha, có gì có điều kiện ai đi được thì đi ha, đi qua nơi New York cho biết ha. Ok, hẹn gặp lại hẹn gặp lại hẹn gặp lại hết.